nó chỉ có giá trị nỗ lực của con người. Nhưng một khi nó được tháp nhập vào trong cái mầu nhiệm hy tế đau thương, chịu nạn chịu chết của Chúa Giêsu, thì những hy sinh nhỏ bé của chúng ta đó nó trở thành lớn lao, nó trở thành ơn cứu độ, trở thành cái sự thánh hóa chúc lành cho những cái gì là xấu xa tội lỗi. Vậy chúng ta hãy suy gẫm và thường xuyên mỗi người hãy đào tạo cho mình một cái tâm huyết, một cái trái tim tông đổ dành cho những người, những linh hồn đang ở trong luyện tội, nhất là những linh hồn nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi theo nghĩa không ai tưởng nhớ, không ai cầu nguyện, không ai xin lễ, không ai áp dụng cái ơn sủng của Chúa cho họ, trở thành cái đối tượng ưu tiên của chúng ta. Vì đây là lẽ sống của chúng ta. Chúng ta đã nghe cái giai thoại một người đàn bà còng lưng 18 năm. Chúng ta biết còng lưng là như thế nào. Chúng ta thỉnh thoảng thấy các em khuyết tật, các em câm điếc, các em tâm thần, có những cái em bại não, bại liệt, nó cong queo, nó không ra hình dạng người. Và trong đó một hôm Chúa có gặp một người đàn bà còng lưng 18 năm. Và Chúa đã chữa lành cho người đó. Vậy còn rất nhiều linh hồn còng lưng, bại não, bại liệt theo nghĩa thiêng liêng. Có nhiều người trong chúng ta khỏe mạnh về thể xác, đẹp đẽ, khỏe mạnh về thể xác, cả hoa hậu chăng nữa. Nhưng mà về phần linh hồn, có thể về sức khỏe thiêng liêng, linh hồn chúng ta bại liệt, bại não, tâm thần câm điếc, theo nghĩa là ở trong tội. Rồi chúng ta cũng nghe một cái giai thoại khác. Khi Chúa đi qua cái hồ Bethsaida, có mấy cái cửa để mỗi khi nước đọng hay là nước, cái luồng nước đến thì có cái khả năng chữa bệnh cho những ai đến được cái dòng nước suối nước nóng đó. Thế thì có một cái người bại liệt 38 năm ngồi chờ ở đấy, nhưng mà khi anh ta lết được tới thì hết cái thời gian của nước nóng, của nước chữa bệnh. Và anh ta cứ làm đi làm lại như vậy 38 năm mà không ai giúp, không ai thương. Đó là hình ảnh để cho chúng ta thấy nhiều linh hồn đã về với Chúa mà không phải Chúa không thương, Chúa cho phép thương, nhưng mà Chúa cho chúng ta cộng tác và tùy theo mức độ thương yêu của chúng ta mà các linh hồn đó sớm được hưởng hạnh phúc với Chúa. Nhưng mà vì cái lòng quảng đại hay là cái sự yêu thương và cái sự trợ giúp của Hội Thánh nói chung và của chúng ta chưa nhiệt tình, chưa sốt sắng, cho nên biết bao nhiêu hồn, linh hồn cứ phải ở trong cái sự bỏ bê, bỏ rơi đó. Vậy cái nhiệm vụ, cái sứ mạng của Hội Thánh không chỉ lo cho người sống mà còn lo cho người chết nữa. Và có một số người tưởng lo cho người chết thế là kỳ dỗ, tổ chức ăn uống coi như vậy là xong. Cả người công giáo chúng ta nhiều khi cũng vậy, hay là khoán cái việc cầu nguyện thương yêu bố mẹ cho linh mục hoặc là cho ai đó, mình xin người đó cầu nguyện thay, và coi như là mình xong cái nhiệm vụ hiếu kính đạo đức với các linh hồn, với tổ tiên ông bà của mình, thì chứ đúng và không đúng. Vậy thì Chúa thương cho chúng ta và bao nhiêu linh hồn đang chờ đợi chúng ta. Lấy một cái thí dụ, như trong gia đình chúng ta thấy có một em bé, có một cháu chắc chẳng may nó bị cái rằm, vì cái vết thương mà không ai nhổ ra để cho nó đau đớn khổ sở. Và nếu chúng ta chịu khó một chút, chúng ta nhổ cái rằm nó ra, cái đinh nó phải hay là nó đang bị tai nạn, chúng ta chạy tới một chút thì người đó được cứu, được khỏi. Hay là ngược lại, có trường hợp có vài người đói mấy ngày trời không có gì ăn,
Trong khi bên cạnh đó có cả một cái kho tàng, một cái bữa ăn thịnh soạn, cả một cái kho đồ ăn. Chỉ cần chúng ta chuyển cái kho đồ ăn đó tới cho người đang đói, thì bao nhiêu người đang đói đó sẽ được cứu đói và sẽ khỏe mạnh, sẽ bình an. Nhưng vì cái trái tim, cái sự ích kỷ hẹp hòi của chúng ta, chả bao giờ chúng ta nghĩ tới họ, chúng ta bỏ rơi họ, làm cho họ cứ đói khát khổ sở. Áp dụng vào cái mặt thiêng liêng, có nhiều người bài não bài liệt về linh hồn, về thiêng liêng, mà đây là đối tượng làm tông đồ của các tu sĩ chúng sinh và linh mục. Nhưng hỏi có mấy ai trong chúng ta tha thiết quan tâm chạy lòng nghĩ tới những người đó? Và những người đói khát khổ sở, ở đây không nói tới vật chất, mà nói tới phần thiêng liêng đầy ắp, biết bao nhiêu người đang bài não bà liệt, đang đói khát khổ sở, đang chờ chúng ta. Và nhiều khi chúng ta như là người luật sĩ, người quyệt phái, người thượng tế, trên đường Jericho đi qua, thấy cái người nằm bài não bài liệt đó mà không hề đồng lòng, không hề có một cái hành động yêu thương nào. Những ai không đào tạo cho cái trái tim của mình có một cái chân lòng, có một cái quan tâm sốt sắng về những cái tình trạng linh hồn đó, thì những người đó không có lý tưởng tu trì đâu. Và nếu có đi tu thì cũng chỉ tìm những cái gì vinh hoa danh vọng địa vị của người tu, của người linh mục, chứ chưa bao giờ có cái trái tim mục tử chân lòng thương xót đối với các cái nhu cầu đó. Mà đây mới là cái lý tưởng của tu trì, của ơn gọi. Và nếu người nào không dành một trái tim cho các linh hồn, nhất là không có vất vả, không có cực nhọc, mà cũng không làm, thì cái lý tưởng gọi là tu trì của linh mục chúng sinh đó ảo tưởng hay là giả chứ không thật. Bởi vì làm sao có thể dấn thân phục vụ cho người nghèo, người khổ, người cùng cực, người ở vùng sâu, vùng xa đi truyền giáo, mà đây là nhiệm vụ chính của bản chất, của hơi thở, của sự sống của hội thánh. Đồng nghĩa là bản chất hơi thở của đời tu, đời linh mục của chúng ta. Và để làm được một số việc như vậy, phải hy sinh biết chừng nào, từ bỏ hết mọi sự, lăn xả đi vào vùng sâu vùng xa thì mới làm được. Trong khi đó, dấn thân mang ơn cứu độ cho các linh hồn, mang ơn Chúa tới cho các linh hồn, không có gì gọi là vất vả. Chỉ khi nào mình muốn mình sống thì ơn Chúa đổ xuống lại là, mà mình cũng không quan tâm, không chạy lòng, không làm, thì chắc chắn rất ít người sẽ dấn thân đi vào vùng sâu vùng xa, đi vào các bệnh viện, đi vào các cái nơi bị bỏ rơi, những người trại tâm thần, mái ấm, nhà tù, để quan tâm, để chăm sóc cho cái khốn khổ của đời sống thể xác của con người. Mặc dù đời sống thể xác hạnh phúc của cuộc sống con người cũng như chúng ta quan trọng, nhưng mà chưa quan trọng bằng, chưa quan trọng đủ bằng cái đời sống thiêng liêng, bằng đời sống linh hồn của họ. Và đây chính là cái điểm nhắm, cái đích nhắm, cái mục đích đi tu của chúng ta. Vậy hôm nay chúng ta, Chúa dùng các cái ngôi mộ, những anh em linh mục của chúng ta, và trong nữa anh em về đi thăm các nghĩa địa, những khi nơi đó có những người thân, có cha mẹ, có ông bà, có bạn bè của mình ở đó, anh em chúng ta hãy thay đổi cái thói quen, cái cách thức. Nhiều khi tới đó đắm cắm mấy cái hoa, cái bông, đọc một vài kinh máy móc và coi như là xong. Vậy thì Chúa nói đừng làm cho người khác những gì mình không muốn người khác làm cho mình. Chẳng mấy chốc chúng ta cũng sẽ
đi theo những người đang nằm đây. Và chúng ta có thích người ta tới làm vài ba cái việc như hôm nay chúng ta làm, chắc chắn không ai thích, vì nó không có ý nghĩa gì cả, không có lợi ích gì cả, không giúp cho cái linh hồn của người chết gì cả. Vì thế chúng ta được mời gọi phải có cái gì nó sâu xa hơn. Rồi để kết thúc, chúng ta nhớ lại cái giai thoại của Chúa nói, có người phú hộ với người ăn mày ăn xin Lazaro, hai cuộc sống tương phản trên thế gian này, và khi chết thì cũng có cái sự tương phản, là cái người ăn mày Lazaro được hưởng hạnh phúc đời đời với Cha trên trời, còn cái người phú hộ thì khổ sở và nhớ lại ở trần gian còn có mấy anh em của mình, và xin Abraham cho phép mình để mình về mình nói lại cho mấy anh em mình. Nhưng mà Abraham nói họ có bao nhiêu thầy cô giáo, bao nhiêu sách vở, bao nhiêu họ nghe những người đó, có Mai Sen và bao nhiêu người khác, nếu họ nghe họ đem nó thực hành, không cần anh phải về nhà để nói. Nhưng người đó năn nỉ van xin lại ngài, nhưng mà người chết như con về thì có thể thức tỉnh đánh động và anh em con sẽ nghe hơn. Thì Chúa trả lời, nếu họ sống mà họ không thường xuyên, không biết nghe, không chấp nhận nghe người sống, thì người chết về họ cũng không nghe đâu. Đây là kết luận của chúng ta. Chúa nói với chúng ta, khi còn sống tai chúng ta minh mẫn nghe đầy đủ, mà nếu chúng ta cũng không nghe, không ứng dụng, không sống, không thực hành, thì người chết, các linh hồn ở đây có trỗi dậy nói, có lẽ nó giờ làm cho chúng ta giật mình, nhưng mà chúng ta cũng không nghe đâu. Vậy hôm nay chúng ta hãy nghe tiếng Chúa, lời của Chúa qua tháng các linh hồn, qua các đấng bậc đang nằm ở đây, rồi qua bố mẹ, qua ông bà của chúng ta, và chốc nữa chúng ta sẽ về để chúng ta đi thăm viếng. Chớ gì mỗi anh em chúng ta suy gẫm lại, chúng ta hãy cân phân đổi mới cái lòng yêu mến của chúng ta đối với các linh hồn, có một cái gì nó sâu xa hơn, và mình cảm thấy à, làm như vậy mới là lòng hiếu kính. Nếu không làm như vậy thì chỉ là hình thức, nó bề ngoài mà thôi. Và các linh hồn, nhất là những linh hồn thân yêu của chúng ta đang ở trong luyện tội, sẽ đau khổ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần mỗi khi tới ngày kỷ, ngày giỗ của ông bà cha mẹ, như là tháng các linh hồn. Chúng ta chỉ làm vài cái hình thức treo cờ, treo quạt và kia nọ rồi thôi, mà các linh hồn đó cứ khổ sở. Và linh hồn đó đừng tưởng là linh hồn xa lạ, hãy nghĩ coi linh hồn nó là ruột thịt của mình, ông bà bố mẹ của mình, ngày đêm trông chờ mình, những người khát người đói trông chờ mình một giọt nước, một cái gì đó để gọi là an ủi nó theo cái cảm giác nhân loại. Mà chúng ta cũng không buồn không làm, mà là cái ân sủng, cái nước, cái nguồn an ủi là ân sủng của Chúa. Chúng ta chỉ cầu xin và chúng ta chỉ chuyển ơn, cái máng chuyển ơn xuống thôi, mà chúng ta cũng không làm, thì chắc chắn là rất đáng trách, và cha mẹ, các linh hồn thân yêu của chúng ta sẽ rất buồn lòng. Vậy kết thúc, chúng ta đừng làm cho người khác những gì mình không muốn người khác làm cho mình, nhất là khi tới phiên mình. Và ngược lại, hãy tập để ngay từ hôm nay, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể được cho những người thân yêu của tôi. Như tới phiên tôi muốn người ta làm cho tôi như thế nào, thì hôm nay tôi cũng phải làm như thế. Vậy mai mốt sớm muộn, linh hồn của mình cũng sẽ trông chờ người khác, xin người khác làm gì cho mình. Thì hôm nay chúng ta hãy sốt sắng, nhiệt tình, vui vẻ, ý thức
Chúng ta làm tất cả những điều đó cho những linh hồn thân yêu của chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn đứng dâng lời nguyện. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống mà tin Người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin Đức Kitô đã phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại và có sự sống đời sau. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chăn trong giáo hội đã một đời tận tụy chăm sóc đoàn chiên của Chúa mà nay đã qua đời. Xin cho các ngài sớm được đoàn tụ cùng các thánh trên nước trời. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn tang bao trùm muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người đã chết vì chiến tranh hận thù, vì dịch bệnh và thiên tai, được lòng thương xót vô biên của Chúa chiếu tỏa trên họ, để họ cũng được hưởng nguồn ơn cứu độ. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị ân nhân của giáo phận chúng ta mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này sớm được hưởng hạnh phúc cùng với Đức Kitô trong vương quốc của Người. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người. Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn biết tin yêu phó thác và trung thành bước theo Chúa Giêsu đến cùng trên cuộc hành trình dương thế, hầu mai sau được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, mỗi khi chúng con cùng nhau hiệp dâng cầu nguyện cho các đảng linh hồn, chúng con tin tưởng phó thác các ngài cho lòng thương xót của Chúa. Và xin ban cho chúng con là những người vẫn còn đang trên đường lữ thứ, biết trung thành tin tưởng vào tình yêu của Chúa, để mai sau chúng con cùng được đoàn tụ với các ngài trên nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em ấy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với Thầy Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiếu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lễ vật này để cầu cho anh chị em tín hữu, các riêng các linh mục đã lìa cõi thế. Xưa Chúa đã lấy nước thanh tẩy họ, nay nhờ Đức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hòa, xin mở lòng khoan dung, rửa cho họ sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang nương về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con được sinh ra bởi quyền năng của Chúa, được dẫn dắt theo thánh ý Chúa ở dưới đất này, nơi chúng con bởi đó mà ra. Như nhờ mệnh lệnh của Chúa, chúng con được giải thoát khỏi án phạt của tội lỗi. Nhờ con Chúa chịu chết, chúng con được cứu chuộc bởi ý Chúa muốn. Chúng con được sống lại đến hưởng vinh quang phục sinh của Người. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát bài ca chúc tụng Chúa rằng: Thiên Chúa cơn đạo vinh, cơn đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa lên cao trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân lành Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa đồng ơn thánh thần Chúa thay hoa nhân của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đọc mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tha ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhầm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con
Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các anh em linh mục đang an nghỉ nơi đây, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa dòng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi mọi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đứng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Nhưng xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đứng hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chí Thần Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chí Thần Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây xin Thiên Chúa đây đương xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con dâng tam phương nếu vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong bí tích vượt qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Đức Kitô, đứng toàn thắng tội lỗi và thần chết. Xin cho anh chị em tín hữu và các riêng các linh mục đã qua đời được thoát khỏi vòng tội lỗi, để cùng người hưởng vinh quang phục sinh
người ăn sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh tổ tiên tử đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ sống chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi thánh Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong siêu phi la tô chịu đóng đánh trên cây thánh giá trên mà tăng xa xuống ngục tổ công ngày thứ ba bởi trong vẻ chết mà sống lại lên trời. Bên nữ Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các em không công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin mạng sống vậy. Amen. Con lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm nên Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho nên sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm thân người thay thấy lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời. Ta sáng soi vô cùng, lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy xin thì hay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng. Thương đến các linh hồn nơi lương liền tội, xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu ban cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được giữ sáng vô cùng hằng soi cho liên an. Thank you.
con được phục vụ bàn thánh Chúa, được phần Chúa, lòng con tràn đầy niềm vui và bình an. Xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ để con đã đi phục vụ Chúa trong anh em, đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho con. Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và chúng con xin cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn đã hiện diện nơi vườn thánh các linh mục, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho